mà chúng ta có thể nhờ thầy, nhờ chuyên gia, nhờ những người mà giỏi trong lĩnh vực phong thủy tư vấn cho chúng ta, thì ngay trong quá trình mà chọn nhà thôi, chọn nhà để thuê nhà thôi, thì chúng ta tìm ngay được căn nhà ưng ý. Thì có những cái căn nhà ưng ý làm nền tảng cũng kết hợp với chúng ta cũng có một cái vận mệnh tốt, thì hoàn toàn là chúng ta có những cú đề bà, tức là cú làm ăn tốt về mặt phong thủy, đúng không ạ? Thì vừa được nền tảng tốt về phong thủy, vừa được cái vận mệnh tốt, thì rõ ràng là chúng ta sẽ có điều kiện để chúng ta thành công hơn trong cuộc sống. Xin chào quý cô chú và anh chị. Gần đây tôi có được nhận được một cái câu hỏi khá thú vị. Đây là bạn làm về tài chính. Bạn ấy cũng lên những cái diễn đàn tài chính, bạn ấy hỏi câu hỏi là ví dụ như là bạn ấy có khoảng 2 tỷ 3 tỷ. Bạn mới ở mức mức độ mà khoảng gần 30 tuổi mới lập gia đình, và bạn đang có nhu cầu mua nhà, nhưng mà bạn là một người trẻ và bạn có rất là nhiều hoài bão, thành ra bạn ấy cũng muốn muốn tăng trưởng, cũng phát triển về mặt kinh tế, mà bây giờ bạn có 2-3 tỷ, nếu mà bạn đầu tư vào nhà nhiều quá thì bạn không có vốn làm ăn, còn nếu mà bạn ấy đầu tư vào vốn làm ăn thì lại không có cái để mà mua nhà. Thì đây cũng là một trong những cái băn khoăn của khá là nhiều bạn trẻ. Và bạn này cũng là học viên trong lớp phong thủy, thành ra là tôi làm video clip này để chia sẻ những cái quan điểm của tôi về góc nhìn là mua nhà hay là thuê nhà. Đấy, khi mà có cái tài chính nó khoảng tầm tầm khoảng 2-3 tỷ, 4 tỷ chẳng hạn. Thì để trả lời cho cái câu hỏi này thì tôi sẽ vận dụng những cái kiến thức về phong thủy, tử vi, về những phần mà liên quan đến 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 số mệnh. Đứng về một cái góc nhìn mà về phong thủy hay là số mệnh ấy. Nếu các bạn mà không quan tâm đến phong thủy, coi tử vi nó là những cái rất là vớ vẩn, thì thôi xin các bạn hãy tạm dừng video và next sang video khác. Còn nếu mà bạn tin phong thủy và bạn thấy số mệnh là đúng thì bạn nên tiếp tục coi cái video này. Vì sao? Tôi sẽ phân tích giữa góc nhìn phong thủy và số mệnh. Như chúng ta biết là con người ta có ba yếu tố là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thì vàng có cái số mệnh, và số mệnh đời người thì có lúc thăng lúc giảm. Lúc thì chúng ta thăng hoa làm ăn nó rực rỡ, nhưng mà khi vào vận suy thì đôi khi là cắm đầu, bệnh tật tai họa, đôi khi nó là cái sự thất nghiệp, thất bại về mặt tài chính. Thành ra để có một cái góc nhìn cụ thể để tư vấn cho những cái bạn mà đang mong muốn là có suy nghĩ là thuê nhà hay mua nhà, thì cũng phải có những cái góc nhìn cụ thể về mặt số mệnh để xem biết là cái số mệnh của bạn ấy đang ở trạng thái vượng hay là trạng thái suy, đúng không ạ? Thực ra nếu mà ở trạng thái vượng thì bạn nên đi đầu tư là chắc chắn rồi, vì ra đầu tư thì nó sẽ rất là gặt hái được nhiều thành công. Đấy, chúng ta phải dùng tử vi hay là chúng ta từ xem tứ trụ để chúng ta biết là cái mệnh của bạn đó nó đang đang tốt hay đang xấu, đang ở trạng thái nào. Ví dụ đang ở trạng thái tứ trụ mà mệnh bạn nhược, mà bạn vào vận vận mà cũng làm cho mệnh bạn nhược, thì làm sao bạn được cầm được tài được? Tài càng vượng thì mệnh càng nhược, mà tài vượng quá thì mệnh nhược lại không kiểm soát được tài, tài càng vượng thì mệnh càng nhược, và mệnh không kiểm soát tài thì có thể là tài càng nhiều nhưng mà đến một lúc mà nó suy thoái, nó gãy đổ thì cũng thất bại ê chề, thì nó lại còn ảnh hưởng đến cả mệnh cơ, thì lúc đó là tai họa thì vô cùng khủng khiếp. Hoặc là ví dụ như là mệnh mà vào cái cách cục tử vi tử phủ ngũ tướng, nhưng mà nó lại lâm vào cái trạng thái mà đại vận mà khủng khiếp chẳng hạn, hoặc là vào những cái vận mà gọi là không vong chẳng hạn, thì cách cục tử phủ ngũ tướng là gọi là cái thất cách và rất dễ thất bại. Thành ra với những cái người mà đang vào cái vận trình không tốt thì cái lời khuyên tốt nhất là nên nên hạn chế đầu tư, và nên đầu tư vào tài sản cố định. Vì sao? Bởi vì là nếu mà dưới góc nhìn số mệnh mà nói, trong cái tứ trụ mệnh nhược ấy, phải dùng ví dụ như là dùng cung 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 để bổ sung cho, ví dụ như là gì, cung ấn kiêu chẳng hạn, để hung cho mệnh mệnh nhược. Ấn kiêu thì nó cũng là cung cung điền địa, cung phụ mẫu đó, thì phải dùng những yếu tố điền địa, thì câu chuyện lúc đấy là cần gì, lúc nào chúng đấy cần phải đầu tư vào nhà cửa, vào đất cát để giữ tiền. Ngoài ra về mặt thiên địa nhân mà nói,
thiên thời thì nó chính là cái số mệnh của chúng ta, là chu kỳ của chúng ta. Chúng ta không được phần thiên thì chúng ta phải lấy yếu tố địa để chúng ta bổ sung. Dương nó suy thì phải dùng âm để mà bổ cứu. Thì đấy là trong cái phép mà phong thủy âm dương. Thì ở đây là dương suy tức là cái yếu tố thiên thời không ổn thì phải dùng cái địa lợi để chúng ta bổ cứu. Bởi vì là nếu mà chúng ta vừa thiên vừa suy, địa vừa suy mà chúng ta chỉ có yếu tố nhân thôi thì chúng ta mới chỉ được 1/3 trong cái phép gọi là thiên địa nhân tổng hợp về cái số mệnh vận mệnh của đời người. Thì rõ ràng là nếu mà ở trong một cái thời cơ mà chưa tốt thì chúng ta nên đầu tư vào đất cát, đầu tư về nhà cửa để chúng ta có một cái môi trường tốt, thuận lợi để phát triển. Về đôi khi chúng ta không đạt được cái về vận mệnh về mặt tiền tài thì chúng ta củng cố về mặt sự nghiệp, chúng ta củng cố về mặt gia đạo, thì chúng ta đến một giai đoạn mà chúng ta xây dựng một cái nền tảng rất là tốt, và đến những cái chu kỳ tiếp theo chúng ta bung ra thì chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công, chứ không đến lúc mà nhà cửa không xong, hôn nhân không thuận lợi, sức khỏe lại bất lợi, xong rồi lại làm ăn lại bế tắc nữa thì lúc đấy lại thành vỡ trận. Để mà lúc gây dựng lại thì nó vô cùng khó, đúng không ạ? Còn những cái bạn mà đang vào một cái thời cơ tốt, chẳng hạn như là nếu mà lá số tốt, ví dụ vận mệnh tốt, vào cái chu kỳ nó đang lên thì rõ ràng là chúng ta phải nên bung lụa đi, đúng không ạ? Chúng ta đầu tư nhiều hơn vào vấn đề tài chính thì lúc đấy chúng ta cảm giác như chúng ta thăng hoa, chúng ta làm ăn thuận lợi, đầu tư con cổ phiếu nào thì nó cũng dễ tăng trưởng mã cổ phiếu đấy. Tất nhiên là cái việc mà đầu tư về đất cát hay đầu tư về tài chính hay đầu tư về Bitcoin gì đó thì nó cũng là phụ thuộc vào xu hướng chung của thị trường. Có những năm vàng lên, có những năm chứng khoán lên, có những năm đất cát lên chẳng hạn, thì cái đấy cũng phải tham khảo thêm các nhà chuyên môn nữa, chứ không phải là cứ thấy vận tốt là đầu tư vào đâu. Ngoài ra nếu mà cụ thể hơn xem về số mệnh các thứ thì mỗi người có một cái hợp thôi. Có người có tay chơi chứng khoán, nhưng mà có người chơi chứng khoán là đi tăng, có những người mà chơi hợp với cả cung điền thì đầu tư vào đất cát lại dễ sinh sôi nảy nở, còn lại có những cái ông mà lại hợp với cả Bitcoin chẳng hạn, thế hoặc là ông hợp với vàng. Cái câu chuyện nó liên quan đến từng cái gọi là số mệnh mỗi người, từng cái gen của mỗi người, từng cái độ nhạy của mỗi người, đúng không? Thì vào cái thời vượng thì đương nhiên là chúng ta bung lụa rồi. Nhưng mà theo tôi bung lụa thì cũng là quan trọng thôi. Nếu như mà nếu mà chúng ta có thêm cả một cái nền tảng về mặt đất cát, về mặt môi trường, về mặt phong thủy thì nó sẽ cộng hưởng, sẽ tốt hơn. Tôi nói ví dụ như là trong một cái NAV tài chính, bạn đầu tư khoảng 80% vào đầu tư làm ăn, bạn chỉ 20% bạn đầu tư vào thuê nhà thuê cửa thôi, thì bạn cũng nên quan tâm một tí đến phong thủy. Tại sao lại không mua nhà mà lại chúng ta vẫn có thể quan tâm phong thủy? Chúng ta thuê nhà chúng ta vẫn hoàn toàn chúng ta để ý được phong thủy mà, đúng không ạ? Chúng ta thuê nhà thì đương nhiên là cái việc mà chúng ta can thiệp vào cái ngôi nhà đó nó sẽ khó hơn khi mà chúng ta muốn chỉnh sửa cái bếp, chúng ta muốn chỉnh sửa cái cửa, hoặc là chúng ta muốn chuyển khu toilet chỗ nọ chỗ kia cho nó chuẩn phong thủy đó thì nó rất là khó. Nhưng mà chúng ta có thể nhờ thầy, nhờ chuyên gia, nhờ những cái người mà giỏi trong lĩnh vực phong thủy tư vấn cho chúng ta, thì ngay trong quá trình mà chọn nhà thôi, chọn nhà để thuê nhà thôi, thì chúng ta cũng tìm ngay được căn nhà ưng ý. Thì có những cái căn nhà ưng ý làm nền tảng cũng kết hợp với chúng ta cũng có một cái vận mệnh tốt, thì hoàn toàn là chúng ta có những cú đề bà, chúng ta là cú làm ăn tốt về mặt phong thủy, đúng không ạ? Thì vừa được nền tảng tốt về phong thủy, vừa được cái vận mệnh tốt, thì rõ ràng là chúng ta sẽ có điều kiện để chúng ta thành hơn, công hơn trong cuộc sống. Thành ra là câu chuyện là thuê nhà hay mua nhà thì nó không phải là một câu trả lời 100% cho ai đó, mà đôi khi nó phụ thuộc vào con người đó, cá nhân đó, số mệnh đó và năng lực của từng cá nhân. Đứng dưới góc nhìn tử vi tứ trụ, số mệnh, phong thủy thì sẽ có những cái lời khuyên xác đáng cho các bạn, chứ còn không có một cái mẫu số chung cho câu hỏi là thuê nhà hay mua nhà, mà đôi khi nó còn phụ thuộc vào cái vận hội chung của toàn thế giới, đúng không ạ? Khi mà thế giới mà đang ở trong những cái chu kỳ bão tài chính thì làm sao đi đầu tư được. Nhưng mà khi mà vào thời kỳ mà thăng hoa thì đôi khi là nhà nhà đều làm ăn được thì lại bung lụa thôi ạ, đúng không? Thì đây là
lời khuyên chung cho anh chị em mà có câu hỏi đối với tôi cũng như là anh chị em mà đang có một số tiền mà đang muốn lăn tăn là hỏi về thuê nhà hay mua nhà. Vâng, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh chị em và cô chú quý vị. Thì rất là cảm ơn. Nếu mọi người hay thì nhớ là like, nhớ share và đặc biệt là ấn vào nút thông báo để nhận ngay được những cái video clip kịp thời. Nó rất là tuyệt vời của tôi. Xin chào và tạm biệt quý vị, anh chị.